Rồi chào tất cả anh em. Hôm nay giao lưu với anh em một cái bờ rễ núi Hoàng Anh Mộc nha. Bờ này rất khủng nha anh em. Nặng 60 khiên nha anh em nha. Rất là đẹp, những tay cành của nó bay lắc múa lượn. Hoành ở sát bờ là 230 nha anh em và chiều cao 1m1. Rộng đế cũng là 1m3 nha anh em nha. Màu da thì vàng ống luôn anh em. Quá đẹp anh em. Tay canh thì lượn lắc này. Nuôi bồ cốt nạc. Bồ rễ này cốt nạc nhắm nha anh em. Rồi anh em thiện chí thì giao lưu nha anh em. Pho này ở ngoài khủng lắm anh em. Bờ đớ rộng 1m3, cao 1m1 và hành tổng 230 nha. Cây 6 người khiêng nha anh em.